Gia Thị Linh là gương mặt không còn xa lạ với người chơi hệ top top. Sở hữu kênh TikTok 1,8 triệu follower, Gia Thị Linh ghi điểm trong mắt dân mạng bởi vẻ ngoài xinh xắn và gu thể trang ấn tượng. Gia Thị Linh nổi lên nhờ series khi bạn hết tiền nhưng lại đủ rich kid. Chủ đề của những clip này là loạt tip với đồ nhà có sẵn như quần áo của mẹ, sàn nhà, khăn trải bàn, vân vân để tạo thành một concept như các hãng thời trang nổi tiếng. Ở thời điểm hiện tại, kênh TikTok của Gia Thị Linh còn có thêm mảng review du lịch. Ngoài ra, netizen cũng khá ấn tượng về tình bạn giữa Gia Thị Linh và người yêu cũ, cũng là một TikToker có lập Cường Tráng Sĩ. Theo đó, dù đã là người yêu cũ, nhưng cả hai vẫn có những clip đi chơi cùng nhau và trò chuyện hài hước, vui vẻ.